Bộ phim mới nhất của Hàn Quốc khai thác chủ đề về loài hồ ly. Phim thuộc thể loại hành động giả tưởng kết hợp yếu tố lãng mạn, kỳ ảo với bối cảnh hiện đại. Bạn trai tôi là hồ ly là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc có nhân vật hồ ly là nam giữ vai trò trung tâm câu chuyện. Nhiều khán giả rất mong chờ màn tái xuất của tài tử điển trai Lee Dong-wook trong dự án lần này. Nhân vật chính của Bạn trai tôi là hồ ly do Mỹ Nam Lee Dong-wook đảm nhận. Anh đã trở lại màn ảnh nhỏ sau hơn một năm dài vắng bóng. Và anh được khán giả yêu thích bởi thực lực diễn xuất, khuôn mặt trẻ trung, lạnh lùng, hờ hững dù đã 38 tuổi. Thần thái xuất sắc. Trước khi vào vai chàng hồ ly chín đuôi quyền năng, anh đã ghi dấu ấn sự nghiệp diễn xuất với vai Wang Yeo, chàng thần chết mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng đầy đáng yêu trong bộ phim Goblin, Yêu Tinh. Ngoài những phân cảnh tình bể tình với Yu Ina, phản ứng hóa học giữa anh và nam chính Yun Yu cũng gây sốt không hề kém. Lee Dong-wook từng chia sẻ với giới truyền thông lý do nhận vai diễn này vì bản thân rất hợp nhân vật về mặt hình ảnh. Anh có vẻ ngoài sắc sảo, nửa chính nửa tà cùng diện mạo quyến rũ. Nam diễn viên sở hữu gương mặt với nhiều nét khá Tây, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt sâu đến làn da trắng mịn và nhất là bờ môi cong đỏ hồng quyến rũ. Từng đường nét của anh hoàn hảo đến độ có thể khiến bất cứ chàng trai hay cô gái nào cũng phải ghen tị. Gương mặt đẹp không góc chết cùng thần thái nam tính hở hững lạnh lùng mà quyến rũ khiến chị em đổ đứ đừ. Không dừng lại tại đó, khi teaser phim Bạn trai tôi là hồ ly được công bố, nam diễn viên tiếp tục gây ấn tượng mạnh với công chúng bởi biểu hiện xuất sắc. Giữa bối cảnh u tối của teaser, Lee Dong-wook trong vai hồ ly xuất hiện với vẻ lạnh lùng và bí ẩn. Tạo hình của nam diễn viên khiến nhiều fan liên tưởng đến chú thần chết trong phim Yêu Tinh đình đám năm nào, làm khán giả càng thêm phấn khích chờ đợi. Chàng hồ ly sành điệu. Trong Bạn trai tôi là hồ ly, nhân vật Yi Yeon được xây dựng dựa trên các đặc điểm của một hot boy chính hiệu. Để thể hiện sức hút và nhấn mạnh vẻ sành điệu của Yi Yeon, Lee Dong-wook đã được tạo kiểu tóc dài, xoăn nhẹ lãng tử kết hợp cùng màu tóc thời thượng. Phục trang được sử dụng trong phim có màu đơn sắc, kết hợp phụ kiện làm nổi bật vẻ ngoài điển trai nhưng mang nét lãnh đạm của nam chính. Thân hình cực phẩm. Trong những hình ảnh được đoàn làm phim tung ra gần đây, phân cảnh chàng hồ ly Yeon mặc chiếc áo choàng hở hững, tóc hơi rối như vừa tắm xong đã khiến hội chị em phát sốt. Có thể dễ dàng nhận ra chi tiết tạo sức hút chính là body săn chắc, không chút mỡ thừa cùng làn da không tì vết của Lee Dong-wook. Bạn trai tôi là hồ ly đánh dấu sự quay trở lại của Kim Bum sau 4 năm dài vắng bóng. Kim Bum rất nổi tiếng với vai diễn chàng gốm So Ji-jun, đẹp trai, ngọt ngào của hồi F4 trong Vườn Sao Băng. Rũ bỏ hình tượng cũ trong bộ phim mới này, khán giả vô cùng mong chờ sự đột phá của anh chàng trong một vai phản diện tà ác. Dàn diễn viên cực phẩm. Hình tượng của Kim Bum trong Vườn Sao Băng được ví như mối tình đầu của hàng ngàn thiếu nữ, đồng thời cũng giúp tên tuổi của anh lên như diều gặp gió. Trong phim mới, Kim Bum vào vai Lee Rang, anh trai cùng cha khác mẹ với Lee Yeon. Anh được sinh ra do mối quan hệ giữa con người và hồ ly. Lee Rang là một hồ ly nguy hiểm với những cảm xúc hay thay đổi và sẽ mang đến nhiều xung đột cho câu chuyện. Vốn sở hữu khả năng biến hình, anh thực sự là một nhân vật thay đổi liên tục, nhìn thấu lòng tham của con người. Sau đó anh sẽ lợi dụng mong muốn của họ để đặt cược mọi thứ mang cái có lợi về cho bản thân. Trở lại đóng phim lần đầu tiên sau 4 năm rời xa màn ảnh nhỏ, Kim Bum sẽ có một bước chuyển mình đáng kinh ngạc với vai diễn đầu tiên là một nhân vật nửa người nửa yêu. Giữa sự mong đợi ngày càng tăng cho vai diễn của Kim Bum, bộ phim đã phát hành những bức ảnh tĩnh mới đầy quyến rũ về nhân vật của anh ấy. Lee Rang toát lên phong thái ung dung trong lúc cầm ly rượu. Hình ảnh của nam ngôi sao bừng sáng hơn trong bộ vest phù hợp với không khí của nhà hàng sang trọng. Anh khẽ mỉm cười khi trò chuyện với ai đó. Tuy nhiên nụ cười của Lee Rang sau đó trở nên hoang dại, làm dấy lên sự tò mò về biểu hiện cảm xúc tột độ đột ngột của nhân vật này. Kim Bum chia sẻ, sự hồi hộp và phấn khích của tôi tăng lên gấp bội vì đây là lần đầu tiên tôi đóng phim trong một thời gian dài. Tuy nhiên tôi cảm thấy được chào đón nhiệt tình trên phim trường với đạo diễn, các nhân viên và bạn diễn tốt bụng. Họ đã làm trái tim tôi tan chảy khi cơ thể đang căng cứng vì lo lắng. Mỹ Nam Vườn Sao Băng tiếp tục. Sau khi gặp nhân vật Lee Rang, tôi đã có thể diễn xuất theo một concept mới và thú vị mà tôi chưa từng có trong các bộ phim truyền hình cũng như điện ảnh trước đây. Chúng tôi đang chuẩn bị một cách an toàn, cẩn thận và rất chăm chỉ. Vì vậy hãy dành thật nhiều sự quan tâm đến Tale of the Night Tales trong thời gian sắp tới nhé.
Bên cạnh Lee Dong-wook và Kim Boom, vai nữ chính của Bạn trai tôi là Hồ Ly được giao cho Jo Boa, nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của màn ảnh nhỏ Hàn. Jo Boa từng gây ấn tượng với hàng loạt vai diễn trong Sweet Stranger and Me, Người lạ ngọt ngào, Temperature Love, Nhiệt độ tình yêu, My Strange Hero, Búp Su's Back, Búp Su trở về. Cốt truyện huyền ảo đầy bí ẩn và hấp dẫn. Khác hẳn với những bộ phim khai thác về đề tài yêu hồ trước đây của Hàn Quốc, Bạn trai tôi là Hồ Ly là bộ phim đầu tiên có hồ ly nam giới đóng vai trò trung tâm của câu chuyện. Tác phẩm vén màn bí mật về hồ ly chín đuôi Yeon, từng là vị thần sống trong những dãy núi Baek Dudaegan nhưng hiện lại đang cư ngụ ở thành phố. Anh đi lại giữa các thế giới để trừng phạt những con yêu quái làm hại loài người. Trong hành trình đó, cửu vĩ hồ này luôn bị một đạo diễn sản xuất chương trình săn lùng. Cũng chính vì vậy, Yeon bị cuốn vào một câu chuyện tình ngang trái khi anh rung động với con người. Người theo đuổi Yeon không ai khác chính là cô nàng Nam Jia, phụ trách chương trình chuyên nghiên cứu về các thực thể siêu nhiên. Theo đuổi chương trình là bởi Nam Jia mong muốn tìm lại cha mẹ mình, những người đã biến mất sau một tai nạn kỳ lạ 21 năm trước. Trong công việc, cô là người có thái độ nghiêm túc, sẵn sàng hành động, điềm tĩnh, gan dạ và thậm chí đưa ra những quyết định vượt giới hạn cho phép để tìm ra tận cùng sự thật. Chính tác phong làm việc này của cô đã gây ra không ít phiền toái cho chú hồ ly chín đuôi Yeon. Đối chọi với Yeon là Yirang, một cửu vĩ hồ mang dòng máu nửa người nửa hồ ly và là anh trai cùng cha khác mẹ của anh. Vì rất ghét dòng máu con người đang chảy trong mình, Yirang luôn lợi dụng con người cùng những tham vọng của họ để đạt các mục đích riêng của bản thân. Hắn cũng sẽ là một cửu vĩ hồ ly đầy nguy hiểm với cảm xúc thay đổi thất thường, hứa hẹn sẽ là nhân tố đột phá và nguồn cơn cho mọi xung đột kịch tính của bộ phim. Bạn trai tôi là hồ ly được sản xuất bởi đài TVN do biên kịch Han Guri chắp bút và được chỉ đạo bởi đạo diễn Kang Shin-hyo. Bộ phim khi công bố đã gây chú ý bởi tạo hình hai nhân vật hồ ly chín đuôi của Lee Dong-wook và Kim Boom quá hoàn hảo. Với lối hóa trang này, vẻ đẹp ma mị của hai chàng Mỹ Nam được khai thác gần như triệt để. Thêm vào đó, khung cảnh kỳ ảo cũng góp phần tạo nên ấn tượng cho người xem về không khí mà bộ phim muốn xây dựng. Bạn trai tôi là Hồ Ly hiện đang được các fan phim Hàn chờ đợi mỗi tập, hứa hẹn sẽ tạo chấn động bởi sở hữu dàn cast đình đám. Sở hữu kịch bản phim độc đáo, nhịp độ phim nhanh, dàn cast tài sắc vẹn toàn cùng những yếu tố hài hước, Bạn trai tôi là Hồ Ly được khán giả nhận định là dự án phim Hàn được mong chờ nhất cuối năm 2020. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.